Tổ chức khí tượng thế giới cho biết năm 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận trên hành tinh. Những cảnh báo tác động ngày càng tăng của hiện tượng khí hậu El Nino có nguy cơ thiết lập kỷ lục nhiệt độ mới trong năm 2024. Thông tin của tổ chức khí tượng thế giới là lời cảnh tỉnh đối với những hoạt động xâm hại môi trường đang làm mẹ thiên nhiên nổi giận. Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục bình luận quốc tế ngay sau đây. Trong năm 2023, các vụ cháy rừng đã phá hủy gần 400 triệu hectare đất rừng trên toàn cầu, gây thương vong nhiều nhất tính từ đầu thế kỷ 21 với 250 người chết và đã tạo ra 6,5 tỷ tấn khí thải CO2. Năm 2023 phá vỡ mọi kỷ lục không mong muốn khi nhiệt độ trung bình hàng năm của hành tinh vượt mức thời kỳ tiền công nghiệp tới 1,45 độ C. Tổ chức Khí tượng Thế giới nhắc lại, dữ liệu được đài quan sát châu Âu Copernicus cung cấp kèm theo cảnh báo rằng trái đất đang tiến gần đến giới hạn tăng 1,5 độ C, mức nguy hiểm mà thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đặt ra. Cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết có đến 66% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu hàng năm sẽ vượt mức tiền công nghiệp hơn 1,5 độ C giai đoạn 2023-2027. Người đứng đầu Bộ phận Giám sát Khí hậu và Phát triển Chính sách tại Tổ chức Khí tượng Thế giới, ông Omar Bado cho rằng nếu các thông số phát thải khí nhà kính không đổi, chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng khí hậu toàn cầu tăng 1,5 độ C mỗi năm vào cuối những năm 2040. Những kỷ lục đáng buồn này có thể được giải thích bằng 3 thông số, bao gồm khối lượng phát thải khí nhà kính, hiện tượng khí hậu Enino bắt đầu vào mùa xuân năm 2023 và vụ phun trào núi lửa Taga ở Thái Bình Dương từ đầu năm 2022. Nhưng đến nay, một lượng hơi nước nóng khổng lồ vẫn bốc ra từ miệng núi lửa. Lượng hơi nước nóng này bốc lên và nguội đi ở tầng bình lưu sẽ tạo ra hiệu ứng nhà kính, góp phần vào sự nóng lên toàn cầu. Theo dự báo của các nhà khoa học khí hậu, hiệu ứng El Nino sẽ đạt đỉnh vào tháng 1 và sẽ tiếp tục đến hết mùa xuân năm 2024. Thông thường sau khi đạt đỉnh, hiện tượng này có tác động rất lớn đến nhiệt độ. Do đó, các chuyên gia cho rằng thời tiết năm 2024 sẽ nóng hơn năm 2023. Hiện tượng khí hậu phức tạp này ảnh hưởng tất cả các khu vực trên thế giới nhưng có tác động trái ngược với nhau. Chuyên gia Omar Bado giải thích, ở khu vực Đông Phi thuộc vùng liên nhiệt đới, thời tiết biểu hiện rất rõ ràng với lượng mưa lớn và nguy cơ lũ lụt mạnh. Ngược lại, miền Nam Châu Phi hoặc Brazil ở Châu Mỹ Latin sẽ phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng. Tác động trái ngược và khó lường của khí hậu là điều rất đáng lo ngại vì nó có nguy cơ cướp đi sinh mạng của nhiều người và để lại những hậu quả dai dẳng đối với kinh tế xã hội. Thế giới chưa thể quên những thảm họa kỷ lục trong lịch sử, trong đó gần đây nhất là lũ lụt ở Libya gây ra bởi cơn bão Daniel khiến cho hơn 10.000 người chết vào năm 2023. Hậu quả đợt lũ lụt vẫn còn hằn sâu trên khuôn mặt hàng triệu người dân Libya và sẽ còn ảnh hưởng tới các lĩnh vực kinh tế xã hội cũng như cuộc sống của người dân quốc gia Bắc Phi này trong nhiều năm tới. Chúng ta cũng không thể không nhắc đến những vụ cháy rừng hoành hành từ Mỹ, Canada ở khu vực Bắc Mỹ, Hy Lạp, Tây Ban Nha ở châu Âu, Tunisia ở Bắc Phi đến Australia ở châu Đại Dương. Theo báo Paulin Villan-Carotti, nhà nghiên cứu về địa lý và cháy rừng, các vụ cháy rừng năm 2023 với nguyên nhân chính bắt nguồn từ nắng nóng bất thường là ngoài tầm dự báo và kiểm soát của con người. Các vụ cháy rừng ở châu Mỹ năm 2023 gây thiệt hại cao nhất lịch sử, phá hủy gần 80 triệu hecta rừng tại lục địa này. Theo hệ thống thông tin về cháy rừng toàn cầu, con số thiệt hại này cao gấp 1,5 lần so với diện tích của Tây Ban Nha và cao hơn 10 triệu hecta so với mức trung bình trong cùng kỳ giai đoạn 2012-2022 trong số những vụ cháy rừng gây thương vong lớn nhất phải kể đến đợt cháy rừng ở Hawaii, Mỹ vào tháng 8 năm 2023 đã làm 97 người chết và 31 người mất tích. Số người chết nêu trên khiến đợt cháy rừng này trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất lịch sử Hawaii, vượt qua trận sóng thần cướp đi sinh mạng của 61 người vào năm 1960. Canada cũng trải qua một năm tồi tệ với 6.400 vụ cháy rừng lớn nhỏ, khiến cho 200.000 người phải sơ tán, 18 triệu hectare đất rừng bị thiêu rụi. Hy Lạp thì trở thành tâm điểm của các vụ cháy rừng ở châu Âu. Nhiều vụ cháy rừng do tác động của thời tiết khô hạn và nắng nóng kéo dài đã thiêu rụi khoảng 150.000 hecta rừng, khiến 26 người chết và hàng nghìn người phải sơ tán. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Silete Sulo nêu rõ, các hình thái thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và đáng báo động, khởi nguồn từ các hoạt động xâm hại thiên nhiên của con người. Ông kêu gọi toàn thế giới nỗ lực hơn nữa để giảm phát thải nhà kính, hạn chế sự nóng lên toàn cầu qua đó giảm thảm họa thiên nhiên tàn khốc trong tương lai. Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 7 năm 2023 cao hơn khoảng 1,5 độ C so với trung bình giai đoạn 1850-1900, đồng thời cao hơn 0,33 độ C so với tháng 7 năm 2019, tháng 7 nóng nhất và cũng là tháng nóng nhất trong lịch sử trước đó. Theo cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu vừa chính thức xác nhận Tháng 7 năm 2023 là tháng 7 nóng nhất từ trước tới nay với nhiệt độ cao bất thường được ghi nhận trên cả đất liền và trên biển. Theo đó, nhiệt độ trung bình trong không khí trên bề mặt trái đất trong tháng 7 vừa qua cao hơn 0,72 độ C so với trung bình tháng 7 trong giai đoạn 1991-2020 và cao hơn 0,33 độ C so với tháng 7 năm 2019, tháng 7 nóng nhất và cũng là tháng nóng nhất trong lịch sử trước đó. Tháng trước, nắng nóng khắc nghiệt đã thiêu đốt nhiều khu vực ở Bắc bán cầu bao gồm cả miền Nam châu Âu, trong khi nhiệt độ cao hơn mức trung bình cũng được ghi nhận ở một số quốc gia Nam Mỹ và lục địa Nam Cực. Sau một thời gian dài chứng kiến mức nhiệt cao bất thường kể từ tháng 4 năm 2023, nhiệt độ bề mặt đại dương trung bình trên toàn cầu tiếp tục tăng cao và chạm mốc kỷ lục mới trong tháng 7 vừa qua, cao hơn 0,51 độ C so với trung bình giai đoạn 1991-2020. Đáng chú ý, nhiệt độ mặt nước biển Bắc Đại Tây Dương vượt mức trung bình khoảng 1,05 độ C, vùng biển phía tây Bắc Đại Tây Dương cũng ghi nhận mức cao nhiệt độ bất thường. Trong khi đó, sóng nhiệt biển càn quét khu vực Nam Greenland và các vùng biển La Prado, lưu vực Caribe và trên biển địa Trung Hải. Chúng ta vừa chứng kiến nhiệt độ không khí và nhiệt độ bề mặt đại dương toàn cầu lập kỷ lục mới trong tháng 7. Các kỷ lục này gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với cả con người và hành tinh, vốn đang phải đối mặt với những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn bao giờ hết. Bà Samatha Buget, phó giám đốc Copernicus cho biết chuyên gia của Copernicus nhấn mạnh, thực trạng đáng lo ngại trên cho thấy sự cấp bách phải có những nỗ lực tham vọng để giảm thiểu phát thải khí nhà kính trên phạm vi toàn cầu, vốn là tác nhân chính đằng sau những kỷ lục mới về nhiệt độ. Thời gian qua, nắng nóng như thiêu đốt kèm theo các mức nhiệt cao kỷ lục đã càn quét nhiều khu vực trên khắp thế giới, từ thung lũng tử thần ở bang California, Mỹ, cho đến thị trấn San Bao, vùng Tân Cương, phía tây bắc xa xôi của Trung Quốc trong khi đó Canada và một số quốc gia Nam Âu phải chật vật đối phó với các vụ cháy rừng dữ dội kéo dài. Biến đổi khí hậu làm gia tăng khả năng xảy ra những đợt nắng nóng kỷ lục bởi hiện tượng Enino, gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều quốc gia. Báo cáo mới đây của Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc chỉ ra, thiên tai liên quan đến thời tiết khí hậu hay nước đã gây ra gần 12.000 thảm họa trong giai đoạn 1970-2021, khiến hơn 2 triệu người thiệt mạng và nền kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng 4.300 tỷ đô la Mỹ. Các nước đang phát triển ghi nhận hơn 90% số ca tử vong được báo cáo trên toàn thế giới, cùng với 60% thiệt hại kinh tế do các hiện tượng khí hậu và thời tiết khắc nghiệt. Theo báo cáo được công bố tại Hội nghị Khí tượng Thế giới ở Nevera, Thụy Sĩ, các cơn bão nhiệt đới là nguyên nhân hàng đầu khiến châu Á ghi nhận tới 47% tổng số ca tử vong do thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Đồng thời, Tổ chức Khí tượng Thế giới chỉ ra, các quốc gia kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển phải hứng chịu hậu quả không tương xứng với quy mô của nền kinh tế. Hơn 60% thiệt hại kinh tế toàn cầu do thiên tai liên quan đến thời tiết khí hậu hay nước, chẳng hạn như lũ lụt và hạn hán, được ghi nhận ở các nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, mức thiệt hại kinh tế này chỉ tương đương dưới 0,1% GDP ở mỗi quốc gia, trong khi không có thảm họa nào được báo cáo gây thiệt hại kinh tế nhiều hơn 3,5% GDP ở một nơi. Trong khi đó, 7% diễn biến thời tiết cực đoan được ghi nhận ở các nước kém phát triển, gây thiệt hại kinh tế tương đương hơn 5% GDP. Trong đó, một số thiên tai gây thiệt hại về kinh tế đến gần 30% GDP. Còn ở các quốc đảo nhỏ đang phát triển, 20% thiên tai với thiệt hại kinh tế được báo cáo cướp đi hơn 5% GDP, thậm chí một số thiệt hại kinh tế lên đến hơn 100% GDP. Ở châu Phi, từ năm 1970 đến năm 2021, hơn 1.800 thảm họa do nước và thời tiết, khí hậu cực đoan đã được ghi nhận, khiến 730.000 người chết và thiệt hại kinh tế ước tính 43 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, hạn hán chiếm 95% số ca tử vong được báo cáo ở châu lục này. Trong cùng giai đoạn, châu Á chiếm 47% tổng số ca tử vong được báo cáo trên toàn thế giới. Nổi bật là cơn bão nhiệt đới Nagit năm 2008 ở Ấn Độ Dương đã khiến gần 140.000 người thiệt mạng, ảnh hưởng 2,4 triệu người khác. Các khu vực còn lại của thế giới cũng ghi nhận mức thiệt hại về người lên đến hàng trăm nghìn người cùng hàng trăm tỷ đô la Mỹ thiệt hại kinh tế. Tổ chức khí tượng thế giới công bố những nghiên cứu mới đây tại hội nghị khí tượng thế giới trong cuộc đối thoại cấp cao nhằm tăng tốc và mở rộng hành động, bảo đảm mọi người trên trái đất đều được bảo vệ bằng các dịch vụ cảnh báo sớm thiên tai. Sang kiến cảnh báo sớm cho mọi người của Liên hợp quốc là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu sẽ được hội nghị khí tượng thế giới tiến tới thông qua. Tổng thư ký Tổ chức khí tượng thế giới Peter Chi Talat nhấn mạnh, khoảng 100 quốc gia vẫn chưa có các hệ thống dự báo thời tiết đầy đủ và sáng kiến cảnh báo sớm cho mọi người của Liên Hiệp Quốc nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống năng lực hiện nay, có thể bảo vệ mọi người trước các hiện tượng bất thường của thiên nhiên, khí hậu. Đến nay, 1 phần 3 dân số thế giới, chủ yếu ở các nước kém phát triển nhất và các đảo quốc nhỏ đang phát triển, vẫn chưa được phủ sóng hệ thống cảnh báo sớm thiên tai. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Anthony Guterres bày tỏ mong muốn đến cuối năm 2027, mọi người trên trái đất đều được bảo vệ bởi các hệ thống cảnh báo sớm. Các chuyên gia kiến nghị hệ thống cảnh báo sớm là một biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu hiệu quả đã được chứng minh, giúp cứu sống hàng nghìn người và mang lại lợi ích gấp 10 lần mức đầu tư.